trời bao năm mong ngày mưa, đất nước tròn ngày mảnh đất quê chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì em lại tiếp tục đi lắp đặt cho một anh khách hàng, anh ở Thái Nguyên anh em nhé, một bộ combo của PS Audio. Bộ này thì nó sẽ bao gồm là một cục đẩy 4 kênh LA9004 này, một quản lý nguồn A99 và một con vang số chỉnh cơ được anh em nhé. Con này là con RX500 Pro, một dòng vang mới vừa ra. Cái mic này thì anh khách đang có sẵn rồi anh em nhé, con Vinaka TV. Con này là con ETA600, con máy hát cũng được anh em nhé. Đấy, và một cặp loa ES12 của PS Audio. Đấy, cặp loa toàn bộ này mới hết anh em nhé. Từ loa đẩy, quản lý nguồn đến vang này là mới hết. Còn cặp BMB này là của anh ý anh em nhé. Cặp BMB này của anh ý. Con này là anh ta tự sắm cặp BMB này. Chưa cặp full này thì tiếng nó sáng hơn và nó hát nó nhẹ nhàng hơn so với BMB anh em nhé. Sau đây là tiếp tục em sẽ cài đặt và setup cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Tổng cái combo này thì được bạn em lắp đặt cho anh này với giá là 28 triệu anh em nhé. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trời là mưa, em mới có phải trời đã sáng đâu. Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới. Và khi thu đến anh có